Hôm nay chủ đề là gì? Em nghĩ chủ đề. Em không biết chủ đề gì hết. Em chủ đề em định học chủ đề Chủ đề chủ đề chế ăn là tốt nhất. So nên không chúng ta cô chủ đề là thời tiết ở đâu? Thời tiết. thời tiết Thời tiết, weather. nè. We talk about the weather in Korea, talk about in Quang Hải. Your home, quê hương. Thời tiết quê hương, thời tiết. À. Okay. Ừ. The Nè. Vietnam is a very long, long country from the Hanoi to Ho Chi Minh is about 2000 or 1,670 kilometer. So, Ừ. and then the weather is different. So, and then I would like to know about Quang Hải from the January to December. And then, okay, so me first, I'll talk about weather in Korea. You already know about the weather in Korea because the weather is similar to Japan. You are located in about 30, maybe 36, 5, 4 or 5 degree latitude. The Shizuoka, do you know how, À. what is latitude? Do you know? Nè. Latitude, you know latitude? Lát thử. And you know GPS. À, nên yes. Yeah, the Shizuoka, what is the latitude? Your home, your house, your city, then latitude is about, I think, 34 or 5 near Tokyo, right? Fuji Mountain. So that means, and then it's similar with Korea. And then now we are in fall and then winter. We have four seasons. Okay. So now I talk about Korea. Nowadays, the summer is longer than before because of the warm weather and then sunny. But then now, you know, from the cold wind, the north, Siberia, and then Siberia, there's getting cold after, you know, for equinox. Do you know equinox? Ticonet. No, equinox is a kind of, you know, and then the winter solstice, spring equinox, summer solstice, and fall equinox. This is four main sun revolve. I don't know. The Earth revolve the sun. The winter we have Northern Hemisphere, and then the Southern Hemisphere is the summer, and then spring and the autumn is reversed each other. So and then September 22 is we have day, we have the same between daytime and nighttime. Daytime and nighttime same, right? So after September 22, and then the nighttime is longer. It means the Northern Hemisphere, Siberia, getting colder. So I and see. then the get cold weather comes down. So and then our land near land is become fall and winter. Before also, but the tropical area not affected about the weather condition. The From the northern cold air, you know, air moves. It means wind, moving air. The from the cold to the warm, and then and cold air comes down. It means wind blows now. And I think the typhoon Kulata, so and it comes up to. And from the Taiwan, and then the cold
wind comes down, so and then the cold wind, and then typhoon, the warm, and then getting meet together, and then it's a make a looks like a line, you know, the weather line. Okay, so I'll talk about Korean weathers. Korea has four seasons, and then so fall and winter, spring, summer. Now Korea getting colder, and then wind is strong, and then maybe the temperature will go down, and then it becomes fall, autumn. When the it autumns, the beautiful season in Korea, because the maple leaves turned red, and also the sky is very high. I think it's the same as the Shizuoka or near the Fuji Mountain. After then, and then the getting colder, and then it started with the winter in December. So winter is longer than the for autumn. The winter in December to about and February and December, January, February, 3 months winters. Got 3 months of winter. So and then after then we got a spring, and then March, April, May, and June becomes summer solstice. It'll be the nowadays and June in summer season, and then summer is longer than any other season. June, July, August, September, maybe 4 seasons is June in Korea. It might be longer, very longer. For my business is good because the warm water and then warm weather is a good for water activities. Yeah, In I winters, no water activities. So I go to Bali, I go to Vietnam. Oh, Okay. so 1 year you how many men do you work? 6 months. Six months, but and then I would like to work in Vietnam. Yeah, I see. But how many months do you work in Korea? Because in Almost 6 months, or 6 months south, 6 months. Tao Tang. Okay, so it's time to say in Korean. 나는 한국의 계절에 대해서 얘기를 할 거예요. 계절, 날씨, weather. 날씨는 계절을 만듭니다, 한국에서. 지금은 가을로 접어들고 있어요. 가을이 오면 날씨가 좀 차가워지고, 그리고 잎이 변해요. 약간 붉은색으로 변하고, 단풍이 물들고, 하늘이 높고, 잠매 꼭 하늘이 나도 공부하는 중 네. 들어와 들어와 하늘이 높고 그리고 또곧 12월이 되면은 겨울이 돼요. 겨울이 되고 겨울은 3개월 그다음에 3월부터는 봄 그다음에 6월부터 아마 여름이 될 거예요. 여름이 돼서 여름이 훨씬 길어요. 봄땅 4개월 정도 여름이 됩니다. 오케이. 도이세 노이베 서치에 바 무어 방 징벳 도이세 노이 오 한국 봉 봉마 봉마 한국 보 봉마 무아 뚜 무아 똥 무아 수완 무아 하 무아 하 무한 무한 Muaha, okay. So Muatu and Pai Pak Pai Pak. Tu Pai Pak. The Gio Gio. Then, oh Hangok. Thoi Lan. Nè, thôi. Then La Màu Đỏ. Màu Lá Đỏ. thay đổi lá màu đỏ. La cô Màu Đỏ. And then the metro là cô and then my team
Màu trắng. Ừ. Tiếp, 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 mùa thu ở Hàn Quốc nên mùa 12 tháng, mùa Ừ. đông, Ừ. bắt đầu, mùa đông bắt đầu, bao mùa 12 tháng, Ừ. nên 3 tháng, 2 tháng, 2 tháng. Then Ừ. and hai tháng đến thu hai tháng đến năm tháng Ừ. mùa xuân ở Hàn Quốc mùa Ừ. xuân hoa môi là môi là môi là môi Ừ. sô đông mùa Ừ. xuân là sô đông À, sôi động. active nên mùa hạ là từ sau tháng đến 9 tháng Ừ, từ mùa sáu hạ đến tháng là 9, tháng 6 đến tháng 9. tin 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 tháng dài nên tôi nhắc tôi làm biết tôi là Làm biết cho tôi mùa là hạ ừ. ok xong Nè. Now your Question turn đi. to talk about your Quang Hai, your way, the weather, and do you have, I think Quang Hai near the Da Nang, right? Rồi rồi, ó, rồi. Quang Nam and your tin là gì? Quang Hai Tỉnh. là tin, tin, song, Tỉnh. tin song nghe. Tỉnh Quảng Ngãi. Tên Quang Hai, Ừ, Quang tỉnh Hai Quảng Ngãi. song, Quang Nam, Ừ. Quang Hai. Ừ, nè. À, Để cho vô. ok. So Question and đi. then I think the Quang Ai no mùa đông. Ừ, Không có no mùa đông. mùa đông. Ok, Hako, Now you can say in English and then tiếng Việt and Korean. Okay, so you talk about weather in Quang Hai in English. Okay. You can do. Now you talk. I want to tell you when you talk in Vietnamese, you should say tháng 6 đến tháng 9, Tháng from 6, July tháng 9, to ok. December. Because Ok, in Vietnamese, dạ. tháng first, Ok. not after. Ok. So and then tháng 6 is 6 months. June, tháng 6. Nè. Tháng 2, hai tháng không. Hai tháng means 2 months. Này, Now, ok, tu understand. kê, tu kê one, hai tháng là tu kê one, Ok, có tháng thể hiểu. sáu, Có thể tháng hiểu. sáu. Ok, then you start and then you talk about the weather in Quảng Hải. So right now, maybe my hometown, the weather in my hometown is very hot because maybe it's not in polite, in Korea or in Japan, but so my father, they are very hot and they are usually use the fan and they don't wear the cloud. They don't wear t-shirt at the home. And No they need take shower, no they need take this. no t-shirt. Okay. And so, in the hot water, so Vietnam usually eat some the food also had the water. Moi lấy How to say? So the hot, so they usually eat some food. Cow food, like they like watermelon, or they like trái ice cây, trái cream. cây. Yeah, they like watermelon because it's hot. Trái cây là dua, dua Dưa nước. hấu. Này. In Vietnam, so the water not very hot, just
normal horse, that's why they can not shock the temporary. But in Japan, so the weather very hot. Some people they working in factory and they are how say they fall down when they work a lot and they're feeling thirsty or they are very hot and they are shocked temporary. Okay, temperature and 31 degree. Okay, understand. Yeah. And in so right now so many Vietnamese people my in my hometown so many people they are go to the beach, they enjoy on the they Swimming. enjoy the Swimming. swimming and they enjoy the sunset. Okay. Two season, rainy season and dry season. Is so what about it? Mùa khô và mùa mưa. Okay, more cold, more. So how when is in Quang Can kia, ok. Hai? When it start, when it end? Until December. It's Rainy season rain season. start. Hot season. Hot After season. that, it's your rainy season. And After December, the so and then tang mo and then go the mua mua dong mua mua Đồ mưa. mua 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 then tang sau. Okay. So mùa khô từ ba tăng phải đến tăng mùa 12. hai. So Nghe. and then mùa khô tốt nhất chơi bơi the Dạ. bộ thể dục 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 chuông Dạ. nước. Ok Maybe in my country don't have the snow. ok. So the first time I went to the I came to the Japan and I can saw the snow and I am feeling happy so much. Okay, I see. But the next time I had snow. okay, so cold and then after melting does not good for walking or driving because it's dangerous. Okay. So now I'm thinking bit Tiếng Việt talking about tôi chết bằng tiếng Việt. ok. Sau đây em sẽ nói từ từ bằng tiếng Việt về chủ đề thời tiết ở quê của em. Quê của em thì chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Thì mùa nắng thường thường người ta có thể trồng lúa nước, trồng lúa. Và thường thì thích đi tắm biển và ăn những món ăn như là dưa hấu, kem, ice cream, Game, game, kem, I know game. Tôi biết game. và đặc biệt là trong khi ăn cơm thì lúc nào cũng có súp, có canh, Câu can. canh, có canh. Typical, typical. Ở quê em thì có lẽ là đây là văn hóa không mấy hay ho đối với người Hàn hay là người Nhật. Người đàn ông thì thường cởi trần, không mặc áo khi mùa đông, mùa 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 nắng. Không can tết Vì thời tiết rất nóng nên thường tắm và bật máy quạt. mà Thường là tận hưởng trên trong nhà, thường nằm võng và xem tivi, không mặc áo. đâu. No t-shirt.
The man of Vietnam noticed when the summer. Okay. Do you understand? A little bit, yeah. Maybe in Korea, so the how to say Rừng, gió rừng này hoa sao nam cha ha. t-shirt ha sợi yếu ha cối sợi yếu What? vào mùa hè thì người Việt Nam thường không mặc cái áo, không mặc áo Ok, không có áo. Áo ừ, trên không t-shirt, mặc, only không mặc t-shirt. Mua ừ. ha, mua. They don't need to wear t-shirt because the summer is very hot and they Ok. want to But enjoy the người Việt Nam this đi sử dụng máy máy chị xe máy moment. look like ninja Japanese ninja and Okay. then cap and then sunglasses and then mask and then the long sleeve and then because of the weather like and the Middle East Asia the same so the cover cover the our body is much more cooler than outer. So and then I understand because I've been in Vietnam is 5 years and I understand. First time I thought a little strange, but now I understand. Okay, now you say Jayhan. For the woman, there's care Yeah, the burning. skin they become the black. Yeah, so and then they look like a ninja. No, That's right. good. So man, what can I say? Thing bit, Namja. Người đàn ông, Yoda là Spoonu, Spoonu, người Spoonu. phụ nữ, Namja. người đàn ông, Namja, what is it? người đàn ông. Đàn, người đàn ông, ông, đàn ông. So, ông and Bruno. Phụ Nhưng mà người phụ Bruno. nữ, người phụ Ok, nữ. understand, understand. Now it's time to you talk about the weather in Korean. Don't I know hear how you to talk talk Korean. slowly and then I help you to speak. Yes. Chê cô Han e so chỉ cầm Nancy chọn man truck hot tô 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 oil Nè. Lại xíu tiêu. Hạ sắp vừa ít sao vậy? Nè. Con gì u gì Gió u gì u gì u gì rừng e sao à bên thứ năm xa răm mừng si qua chọn man cho hay hiểu su bạc su quá su bạc su bạc à su bạc su bạc watermelon 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 su Dù bạc su bạc in nhà thêm là gì là dù dưa dù hào ok háo dù hào Okay. Gió rừng e sao Gió rừng ba ta e dọn xuống quýnh mình xuống Yes, quýnh swimming. mình Oh, swimming. Xuyên ai suy sợ. Yong su anh cũng hàn xuống xuyên. Xuyên, xuyên. su yong ha cô how say sunset À, sunset là hoàng hôn là đủ hoàng hồng
Hoàng hôn, ch저녁 노을, Ừ.노을, nó Quang Hai là Tai Dung, Sunrise, Hong Kong Sunset. Có, ở đâu? có À, the trên núi, mountain, on the mountain. Because Quang Hai là Thống Trúc, là Tai Dung. Sắc chuyên trên nôi là không tốt nhất. Teacher.